chính Nguyễn Phú Trọng đã bôi nhọ đồng chí của mình. Bài trên trang Facebook Trần Hùng ngày 22 tháng 12 năm 2017. Cái đuôi cáo của Nguyễn Phú Trọng đã bị cha con Nguyễn Xuân Anh ở Đà Nẵng truyền tai cho các cựu quan chức ở đây biết vì cha con của Nguyễn Xuân Anh bị gài bẫy chết tức tuổi thông qua nội gián Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhồm một hán gian thân tín được Nguyễn Bá Thanh trọng dụng, lúc Thanh còn làm chủ tịch và bí thư thành phố Đà Nẵng thì Nguyễn Phú trọng tung tin cho rằng Vũ Nhôm là thân tín, thậm chí là con rơi của Trần Đại Quang là thiếu tá B61 trực thuộc Tổng cục Nam Bộ Công an thực ra vũ nhôm đã phất lên từ thời nguyễn bát thanh làm bí thư thành ủy và trần văn minh làm chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng thời điểm này rất nhiều nhà đất công sản tại thành phố đà nẵng đã vào tay vũ nhôm mà không cần thông qua đấu giá ngay thời điểm này thì nguyễn bát thanh là bí thư thành ủy đà nẵng còn trần đại quang chỉ là thứ trưởng bộ công an vì vậy không có chuyện trần đại quang áp đặt nguyễn bá thanh để ưu ái cho vũ nhôm khi nguyễn phú trọng ngồi vào ghế tổng bí thư thay cho nông đức mạnh thì nguyễn bá thanh được nguyễn phú trọng kéo về làm trưởng ban nội chính trung ương để giúp nguyễn phú trọng chặt đất tay chân của Nguyễn Tấn Dũng. Trong lúc Nguyễn Bá Thanh hùng hổ ở ban nội chính trung ương thì Trần Đại Quang cho tay chân lôi ra một lô những tội trạng của Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng, trong đó có bằng chứng buộc tội Nguyễn Bá Thanh trốn thuế vì đã âm thầm chuyển các khoản tiền rất lớn từ tiền hoa hồng của các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Đà Nẵng bằng chứng này đã cản trở Nguyễn Bá Thanh không thể đặt mông vào ghế ủy viên Bộ Chính trị. Nhận thấy Nguyễn Bá Thanh không còn tác dụng, nên Nguyễn Phú Trọng đã đầu độc Nguyễn Bá Thanh cùng với Phạm Quý Ngọ, rồi cho dư luận phao tin là do Trần Đại Quang là do Nguyễn Xuân Phúc đầu độc dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Tân Dũng rõ ràng nguyễn phú trọng là bậc gian hùng đẳng cấp do nhận được cố vấn của hoa nam cũng chính vũ nhôm đã đưa cha con nguyễn xuân anh vào bẫy thông qua chỉ đạo của nguyễn phú trọng đường quan lộ của nguyễn xuân anh bị nguyễn phú trọng tước đoạt chí bởi vì đã nhận một chiếc xe do Vũ Nhôm tặng cho thành ủy Đà Nẵng để Nguyễn Xuân Anh sử dụng và căn nhà số 45, số 47 đường Nguyễn Thái Học cũng do Vũ Nhôm tặng cho Nguyễn Xuân Anh chính xe và nhà mà nguyễn phú trọng lệnh cho vũ nhôm tặng cho nguyễn xuân anh đã là bằng chứng để nguyễn phú trọng đuổi nguyễn xuân anh ra khỏi bầy linh cẩu và bị công luận bêu rếu bôi nhọ một cách nhục nhã đầy tức tưởi không cam chịu nhục Nguyễn Văn Trì đã quyết lôi ra ánh sáng mưu đồ và tội phạm của Nguyễn Phú Trọng thông qua việc truy ép xử lý Vũ Nhùm. Nhận thấy nguy cơ bại lộ, Nguyễn Phú Trọng dùng kế phản gián, giá vờ chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc Vũ Nhôm, đồng thời lại tung tin Vũ Nhôm là con rơi của Trần Đại Quang, là sĩ quan nghiệp vụ của Bộ Công an, mục đích bôi nhọ Trần Đại Quang và đẩy mọi nghi ngờ về phía đối phương. Theo dõi mọi động thái của Nguyễn Phú Trọng, nếu không tỉnh táo sẽ mắc lỡm vì Nguyễn Phú Trọng ẩn mình khá tốt trong dáng vẻ mềm mại như một con rắn nhưng lại tinh ranh hơn cả những con cáo bởi vì hắn trung thành với sự chỉ đạo của Hoa Nam chính Nguyễn Phú Trọng đã bôi nhọ đồng chí của mình xin cảm ơn tác giả Trần Hùng và xin trân trọng giới thiệu với các anh chị em cùng quý vị tin hỏa hoạn từ đầu năm 2017 đến nay, một vụ hỏa hoạn lớn chưa từng có trong vòng 70 năm trở lại đây đang xảy ra từ một cái lò trong văn phòng bộ chính trị của một đảng độc quyền có tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Vụ cháy đã thiêu rụi sự nghiệp chính trị, tài sản của hơn 30 nạn nhân các cấp đảng, chính quyền lớn nhỏ từ trung ương đến địa phương. Những nạn nhân bị hỏa hoạn không được gọi là nạn nhân mà được gọi là củi. Đến thời điểm này người ta được biết khúc củi lớn nhất là ông Đinh La Thằng, 57 tuổi, cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy HCM. Người ta cũng biết trước hai khúc củi tiếp theo có thể là ông Đại tướng chột mắt cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Cựu Thủ tướng Chính phủ kiêm luôn chức vụ cựu y tá quân đội nhân dân Việt Nam, bà Dũng. Điều đặc biệt, một tia lửa của vụ cháy đã vọt sang tận Bá Linh, Cộng hòa Liên bang Đức, biến Trịnh Xuân Thành là cây củi xa nhất của vụ hỏa hoạn trong nước dẫn đến hai cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam và một Việt kiều yêu nước tại Cộng hòa Czech vừa ghé qua thủ đô Đức Quốc bị bỏng sầu đồng thời xuất hiện nguy cơ thiêu trụi cả mối quan hệ ngoại giao kinh tế đức việt và việt liên minh châu âu dự đoán trời không mưa thời tiết hanh khô củi tươi củi khô đều sẽ cháy vụ hỏa hoạn sẽ có những diễn biến phức tạp khó lường đến thời điểm này chưa biết chống tham nhũng tư thù cá nhân lợi ích nhóm phân chia quyền lực và tiền bài mỹ hay là bài tàu là nguyên nhân chính dẫn đến vụ hỏa hoạn. Mỗi thông tin đang chỉ về một hướng. Tuy nhiên, theo một nhóm chuyên gia thì gió có thể đổi chiều khiến ngọn lửa bén vào khúc củi là người nhóm lò. Tức ông Nguyễn Phú Trọng, đương kim tổng bí thư Đảng Cộng sản, 74 tuổi và vụ cháy có khả năng biến hơn 3 triệu đảng viên cũng thành củi. Nguyễn Xuân Nghĩa, trên trang dân làm báo. Nguyễn Phú Trọng đã lộ mặt Việt Gian Lê Chủ Thống. Facebook Trần Hùng vào lúc 0 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2017 chính thức đưa tin. Tin cực nóng, gián điệp Hoa Nam do Nguyễn Phú Trọng bao che đã bị lộ. Tin gián điệp Hoa Nam ẩn thân tại Đà Nẵng là Vũ Nhôm đã bị cha con ông Nguyễn Văn Chi bóc trần. Hắn đã được chùm điệp viên Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tẩu tán tài sản và đã tổng thoát. Lệnh khởi tố đã phát ra từ ngày 20 tháng 12 năm 2017 và lệnh truy nã ký ngày 21 tháng 12 năm 2017, nhưng đã bị Bí thư Quân ủy Công an Trung ương Nguyễn Phú Trọng làm lộ và lọt thông tin cho đồng bọn. Thực chất, lệnh khởi tố Phan Văn Anh Vũ xếp hắn vào tội phạm quy định tại điều 80 Bộ luật hình sự. Là tội đán điểm Nhưng Nguyễn Phú Trọng đã cố tình can thiệp sửa thành tội phạm quy định Tại điều 263 bộ luật hình sự Là tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước Tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước Bởi trong tội này có tham chiếu với điều 80 Cụ thể tại điểm 1 của điều 263 có quy định Người nào cố ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc chiếm đoạt mua bán tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 80 của Bộ Luật này thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Vũ Nhôm là một chủ doanh nghiệp thì không có lý do gì có thể tham chính để phạm tội tại Điều 263 Bộ Luật Hình Sự là tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, tội chiếm đoạt và mua bán tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước. Phe kháng tàu hãy thừa thắng xông lên tiêu diệt ngay Việt gian Nguyễn Phú Trọng, nếu không sẽ rất nguy hiểm cho quốc gia và dân tộc. Như vậy, Nguyễn Phú Trọng đã lộ mặt Lê Triều Thông. Hồn thiêng sông núi nước Nam ta đã tỉnh thức. Hỡi các liệt tổ liệt tông, hỡi các anh hùng tử sĩ nước Nam là của người Nam phân định đã có sách trời chép rõ. Kẻ Việt gian, dù có là vua chúa, dù có mưu ma trước quỷ kiểu gì, cuối cùng cũng phải thất bại, cuối cùng cũng phải lộ mặt và nhất định phải bị tiêu diệt. Người tính không bằng trời tính, Việt gian Nguyễn Phú Trọng ơi, tội ác của người đã quá lớn. Người có quay đầu lại mắt mày cũng không còn nhìn thấy được bờ nữa đâu bản tin được chạy trên trang facebook của, của nhà báo phạm thành xin giới thiệu cùng các anh chị em